dàn hoa hậu các thế hệ đỏ sắc với đồ thể thao. Dự họp báo của một giải chạy vào chiều ngày 31 tháng 5, các hoa hậu Hà Kiều Anh, Tiểu Vi, Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương khoe vẻ đẹp năng lượng với các set đồ thể thao. Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh mặc set đồ hàng hiệu bó sát, khoe sắc vóc trẻ trung tuổi 48 đến sự kiện. Cô hào hứng góp mặt trong dàn đại sứ của giải chạy tổ chức tại Vũng Tàu cuối tháng 9 năm nay. Giữa chương trình, dàn hoa hậu, á hậu các thế hệ cùng mặc trang phục chạy marathon, cầm cờ tổ quốc, chạy từ bên ngoài lên sân khấu họp báo trên nền nhạc ca khúc chủ đề của giải chạy. Dàn người đẹp đều ghi danh các cung đường chạy trong 3 ngày 21, 22, 23, 9 tại Vũng Tàu. Hoa hậu Bảo Ngọc gây ấn tượng với hình ảnh đạp xe thể thao tiến vào họp báo. Người đẹp bày tỏ vinh dự khi tham gia dàn đại sứ của chương trình bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Dàn hoa hậu, á hậu xuất hiện trong họp báo công bố giải chạy Strong Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.